Wow, đem lội tới 4 canh luôn vậy. Ba canh quá. Ơi các bạn cho mọi người cùng xem ha. Tiếp tục hôm nay mình quay cái chiếc máy cắt đời mới ha. Rồi sẵn mình quay chiếc máy kéo đang chạy ra. Ồ, máy cắt vậy là nãy giờ đậu chờ để châm dầu. Wow, đang chở dầu ra. Hai cây. Rồi còn đây chiếc nè. Cũng đang chở dầu luôn. Chiếc đó chở dầu qua bên chiếc 70 nữa các bạn. Ồ. Rồi về đích chị châm dầu rồi đó. Cũng hay ha. À chà. Kìa đạp thịt khối kìa. Wow, đem dầu tới 4-5 can luôn vậy. 3 can quá. Sẵn lại mình coi châm dầu luôn ha, mình biết coi được bao nhiêu dầu ta. Rồi bây giờ anh em đang châm dầu. Wow. Một can. Ồ mau vậy. Trăm mấy can? Ba can luôn hả? Bốn can. Bốn năm can. Wow, đây số lượng nó tới 130 lít đó các bạn. Tới họng luôn ha. 130 lít. Rồi, anh em đang châm hết can rồi giờ. Đang thêm một can nữa. Một can, quả trăm cũng mau quá ta. Hai can rồi đó các bạn ơi. Máy kéo cũng châm dầu luôn. Ba can. Ba can này thấm thế gì nó. Nó tới 130 lít mà. Ba can này nó mới có 90 lít à. Chờ bên máy kéo nữa. Rồi, ở bển cũng châm xong rồi kìa các bạn. Cũng đang châm luôn ha. Rồi xong rồi bắt đầu là các bạn cùng xem chiếc quơ bắt đầu phượt ha. Dữ lắm cái tốc độ các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình đi trước để mình cảnh. Rồi các bạn cho mọi người cùng theo dõi ha. Khủng khiếp luôn. Khủng lắm. Thấy mấy tình các bạn ơi. Bởi vì động cơ nó tới 102 mã lực nha các bạn. 102 mã lực.
đó các bạn. Quá khủng luôn á. Các bạn coi đít gom ra nè. Cái bồn đập nó tới 2m1 mà các bạn ơi. Bởi cho nên nó chạy cái lượng lúa hao hụt cũng đỡ cho bà con lắm. Tính ra là nó không ra lúa đâu nha. Hồi nãy mình cũng coi thử. Đạt lắm luôn. Nó xài động cơ của dòng Mitsu các bạn. Turbo ha, 102 mã lực. Rồi hàm cắt này thì nó tới 2m0.5. Bánh xích tới 5 tấc rưỡi các bạn ơi. Lớn á. Tới 65 gần. 65 gai xích. Đấy, nó chạy lầy cũng hay đó nha. Cái lường nó cao lắm. Cái lường chữ A nó cao không tưởng luôn á. Đó, các bạn coi tốc độ à. Nó hồng chưa? Đó, coi các bạn coi cây lúa mà nó lên cao nè. Ồ, dữ dằn. Cũng chưa có tốc độ. Dữ thiệt chứ. Nói chung cái này phải chạy theo nó chứ đi là không giờ kịp. Quá dữ thiệt chơi cái tốc độ. Nó cao các bạn thấy không? Không ra khỏi lúa rồi cái mình dòm thấy nó thoáng qua bên kia luôn ha. Tính ra lượng cao lắm. Rồi cái máy này là của anh Hải ở dòng đá nè các bạn ơi. Anh Hải là tài xế luôn đó nha. Chủ máy luôn. Chủ máy tới 3 cây đó các bạn. Wow, cái hơi, các bạn nghe cái hơi không? Ồ, nó nghe xèo xèo luôn rồi. Hơi nghèo cái nhiều. Cái bồ nó nằm ở trên nó luôn đó các bạn. Mày mới chát luôn, mới lấy về vụ này luôn nha các bạn ơi. Mới chạy được có 2-3 ngày nay á.
theo mình biết á, như chiếc này á, là mình lái quen thì mình mới lái lẹ được nha, mình mới dám đẩy hết cần đó các bạn. Nếu này mà mình mới lên mình chắc đẩy hết cần đẩy không kịp đâu, mình dòm không kịp lúa các bạn ơi, dữ lắm có tốc độ luôn. Nói chung tốc độ nó là theo mình đoán nó là 93 lên, phải từ bánh 9 chạy mới kịp nó luôn. Không kịp. Khiếp. Lia theo nè các bạn, phải nói là lia theo rồi, thấy mê luôn đó. Nó kéo à, tăng cường 4 người luôn các bạn ơi, mới kịp. Nó kéo chờ hết luôn. Lúa cũng nhấp mà người cũng nhấp luôn. Mai là chạy ngày biết nhiêu đất rồi, dữ lắm mau các bạn ơi. Giá nó tới 602-603 lần nha các bạn, không rẻ đâu nha. Rồi xong. Rồi mấy kéo chờ kéo cái hết luôn. Trời ơi, ông nhỏ tôi ông mập. Ông ngồi như ông địa rồi trời.